Trong cái thời gian như vậy, quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại chỗ mà ngân hàng nhà nước Việt Nam tại đường Ngô Gia Tự nha các bạn. Chỗ anh Phát các bạn, hôm nay anh Phát có lên một cây mai vàng rất là đẹp. Bây giờ mình xin nhờ anh Phát giới thiệu cho các bạn cô chú chị các bạn xem, và nếu yêu thích thì mình làm sở hữu nha các bạn. Em chào anh Phát ạ. Dạ, em chào anh. Dạ, anh giới thiệu cho em. Hôm nay mới xuống cây mai vàng. Dạ, mới xuống cây mai vàng. Cái mai này đặc điểm sao anh? Đặc điểm là cây này bông đẹp. Mai vườn á, mai vườn. Mai vườn ghiên phải không? Mai ghiên luôn, bông đẹp. Dạ, mai vườn ghiên. Quay bông nè, quá trời bông to, 9 cánh nè. Dạ. 7 cánh. 1 2 3 4 5 6 7 nhầm cái nè. À, trời hơi tối, các bạn xem tổng thể hơi khó nhưng mà các bạn xem cận giùm mình nha. 3 4 5 6 7 ố 8 luôn. 8 8. Nghĩa là 8 9 7 8 7 8. 7 cánh 8 cánh nha các bạn. Kìa, ở trên cái bông kìa. Quá trời bông nó 9 cánh luôn kìa. Dạ dạ. Cái mai này đặc biệt là nụ nó năm nào cũng vậy đạt. Nè. Các bạn ơi, ngoài cái ngoài nụ nó còn cái đế khủng nữa nha các bạn. Chờ mình chút nha các bạn. Chùm chùm. Dạ. Quá trời. Nụ nụ này nở chắc cỡ 30 ha. Với bắt đầu lấy cỡ 28 là bắt đầu 29. Nó bắt đầu nở rồi. Từ từ đó. 30 lại gộ lên. Dạ. Búp là đều nó. Các bạn xem tàn nha các bạn, một tàn nha, tàn thông tròn đều nha các bạn. Tàn thông tròn đều. Bông siêu bông luôn. Cái này mình nở ngộ lên một cái là vàng cây luôn nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Cái này mới hơi hơi thôi mà nó vàng rồi nè. Các bạn đây mới hơi hơi thôi nha các bạn. Tàn không vô luôn. Dạ mai tàn thông. Cái này tàn thông nha các bạn. Cái này giá sao? Giá sao anh Phát? Cái này giá 50 triệu. Giá 50 triệu nha các bạn. Cao thì sao anh Phát? Cây này cao hả? Cao khoảng 3 mét. 3 mét à? Dạ. Chiều rộng tán là khoảng 2 mét 2 ha anh Phát. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rộng tán khoảng 2 mét 2. Bây giờ khoảng cho 3 mét à? 3 mét. Thôi, thôi. 2 mét rưỡi à. 3 mét. Rồi, bây giờ cái đế cho các bạn xem cái đế nè, cái đế giới thiệu trang cái đế đi anh Phát. Cái đế nè. Đế như con mà tuột vậy. Cây không có thẹo luôn. Cây không có thẹo luôn. Dít nữa. Cái này mai vườn ghim nha các bạn. Anh Phát mới lên lô lên cây nha các bạn. Dạ, còn chinh. Đế khủng luôn nè các bạn ơi, đế rất là đẹp luôn, giống như bên đây là giống như con bạch tuộc luôn, có hai mắt luôn. Hay quá. Rất là độc. Cái này có lấy cái thước đo mẹ em được không anh Phát? Dạ. Cái thước đo mẹ em được không? Cây mai này có mấy tược lên anh? Cây mai này là 1 2 3 4 5 5 5 dạ. Cây ngũ phúc luôn. Ngũ phúc nha các bạn. 5 thay. Rất là hay nha các bạn. Không có mấy thể mai. Dạ, cây kia đập thân. Em nhờ anh Phát đo giùm em nha anh Phát. Dạ dạ dạ. Về luôn quá. 50 triệu nha các bạn, Zalo anh Phát các bạn ơi, 077 9933 229 229. À, cái mai nè, eo là 49, số đẹp luôn. Dạ. Eo gỗ nè. Dạ. 49. Rồi, cũ đo cái hoành 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 cũ luôn. Cái nồi ha. Cái nồi. Anh phụ tiếp mình. Quay bánh bánh cho đều qua đi. Bánh đều qua dưới luôn. Trời bày qua, nguyên nồi luôn. Rồi rồi, hết thước luôn. Cái mai này hết hết công thức dây luôn đó. Hết công thức dây luôn nha các bạn. Đủ. Không đủ là không đủ công thức dây luôn nha các bạn. Rồi để cho cả 200 à. Dạ có 200 nha các bạn. Bây giờ mình cho các bạn nè, xem nha. Dạ. Tàn đều luôn, một vòng nha các bạn ơi. Dạ. Cây này không có đều luôn á.
anh Phát mua mai này cũng về phát tài luôn tên anh Phát nha các bạn. Cây không theo luôn. Quá đã luôn trời, cái gốc nè. Cái này có giá là 50 triệu chắc giá luôn nha các bạn, tàn thông đều nha các bạn. Các bạn đến ngang cà phê Hoa Cao có cây mai ngay cổng chính của ngân hàng nhà nước Việt Nam luôn nha các bạn. Đây là phía trong bông của nó nè các bạn, bông nó 30 sẽ bắt đầu nó rộ lên ha. Quá đỉnh nha các bạn. À, các bạn sưu tầm này, cây mai này cũng rất là tuyệt vời nha. Thứ nhất là tàn đều, bông đều nha các bạn, bông to luôn. Và thứ hai nữa là cái đế rất là đặc biệt ha. Một vòng tàn cho các bạn xem nha. Các bạn thấy bông rất là nhiều nha các bạn. Dạ. Cái này nở rộ lên một cái. Vàng cây luôn nha các bạn. Trời tối mình nhìn tổng thể hơi khó các bạn nha. Giúp bán cái này à. Cái đẹp mà này nó mới bắt đầu nở chớm nở thôi nha các bạn, còn nụ rất là nhiều nha. Tàn thông này cao khoảng hơn 3 mét thì các bạn. Đây là cổng kho bạc ngân hàng nhà nước Việt Nam nha các bạn. Bên đây là đối diện với cà phê Hoa Cao. Các bạn liên hệ số điện thoại của Phát là 0779933229. Anh Phát chuyên bán về bông giấy của hổm giờ đủ các loại cây nha các bạn. Hổm gà các bạn mua nhiều rồi đó, nhưng mà toàn là cây khủng không, hôm nay có cây khủng nữa. Đây, cho các bạn xem lại cái đế một cái để đáng xem. Hàng đáng sưu tầm hả anh Phát. Hàng này mà bỏ lỡ là uổng lắm phải không? Ở đêm mà các bạn thông cảm cho mình nha, nụ còn nhiều lắm nha các bạn. Xin kính chúc cô chú anh chị các bạn năm mới vạn sự như ý. Và yêu thích cây mai này, các bạn liên hệ số điện thoại của Phát là 0779933229 để và liên hệ và mua cây mai này nha các bạn. Cây mai này có giá là 50 triệu. Cây mai tàn thông. Dạ.